nhiều, và đặc biệt cái người nghệ sĩ này không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì cái độ nổi tiếng của cô và sự xuất hiện của cô trong các sự kiện nào cũng gây chấn động và các trang mạng xã hội. Bây giờ thì không cần giới thiệu nhiều, mời quý vị hướng mắt về sân khấu và cùng gặp gỡ phần biểu diễn đặc biệt của nữ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý thầy. Xin chào tất cả quý Phật tử, quý thầy chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Vâng, và để cho buổi đêm Phật đản đêm nay, con xin gửi đến quý thầy cùng quý Phật tử bài hát của Thượng Tọa Thích Huệ Thông, bài hát được mang tên Mừng Ánh Đạo.
Dạ, con thì mình đi với